Từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn hàng trăm mm tại khu vực Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Tây Nguyên khiến lũ trên một số sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên lên cao ở mức báo động khẩn cấp. Mưa lớn đã gây sạt lở đất nghiêm trọng trên các trục giao thông, gây chia cắt cô lập hoàn toàn huyện miền núi Nam Trà My và Bắc Trà My, đồng thời ngập lụt tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngay trong chiều tối qua, thì huyện miền núi Bắc Trà My đã tổ chức di rời cho 48 hộ dân với 190 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa lớn đã khiến cho nhiều vị trí trên quốc lộ 40B qua huyện miền núi Bắc Trà My, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu sông Trường, sông Oa tại huyện Bắc Trà My đã bị nước ngập sâu hơn 2 mét, người dân không thể qua lại. Gần 40 hộ dân bị sạt núi năm ngoái đã được định cư, nay lại có nguy cơ bị cô lập trở lại. Trong khi đó, đến sáng nay, mưa lớn kéo dài đã khiến 4 trên 10 xã thuộc địa bàn huyện Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn. Nếu mà trời mưa như đây mà kéo dài thời gian là bò con mình coi như là đâu có răng, không lộ mang chứ được. Đi qua đi lại mất phương tiện luôn, mà là quản trách luôn. Xã này qua xã nào không được, mà có bộ quyền vô có được. Hiện tại, công ty thủy điện Sông Chanh tiếp tục mở 6 cửa van đập tràn để điều tiết hồ chứa với lưu lượng xả từ 250 đến 2.450 mét khối trên giây nhằm cắt giảm lũ cho hạ du. Trên địa bàn huyện đã sơ tán trên 1.000 dân ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, và nếu như mà nó mưa tiếp tục kéo dài thì chúng tôi sẽ tiếp tục ứng cứu sơ tán dân để ra khỏi vùng nguy hiểm, làm sao đảm bảo tính mạng cho người dân. Hiện tại Quảng Nam, mưa lớn vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Các vùng đồng bằng thấp trũng của các huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An cũng bị ảnh hưởng nặng do các hồ thủy điện xả lũ. Còn tại huyện Đại Lộc, đến sáng nay, nước sông Vu Gia dâng cao đã gây cô lập hàng trăm hộ dân tại xã Đại Cường. Để ứng phó với diễn biến mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương ở Quảng Nam đã chủ động triển khai các phương án tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân nếu xảy ra tình trạng bị cô lập dài ngày. Hôm qua, nhiều vùng ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định bị ngập và chia cắt. Đến sáng nay, mưa lớn tiếp tục diễn ra, kết hợp các thủy điện hồ chứa tăng lưu lượng xả qua tràn để điều tiết đã khiến nhiều vùng ngập nặng hơn. Phú Yên đã chuẩn bị phương án sơ tán người dân ở nhiều vùng. Phóng viên Nguyên Linh đưa tin từ Phú Yên. Vâng, thưa quý vị, đây là tuyến đường Nguyễn Tất Thành nằm ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ khi nay thì tuyến đường này đã ngập sâu như thế này và nhiều hộ dân thì đã bị nước vào nhà. Và hiện nay trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên thì cũng tiếp tục có mưa lớn. Dự kiến sông Ba Hạ sẽ xả về hạ du với lưu lượng 9.000 mét khối trên giây, sông Hinh là 1.850 mét khối trên giây. Với lưu lượng xả kết hợp mưa lớn như thế này thì tại ba xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây của huyện Tây Hòa, các xã của huyện Đồng Xuân và ba xã của huyện Tuy An sẽ bị chia cắt và ngập sâu hơn. Huyện Sông Hinh thì đã sẵn sàng phương án di dời dân, còn tại huyện Đồng Xuân nhiều hộ dân thì ngập sâu hơn 1 mét. Nhiều tuyến đường giao thông đã bị chia cắt từ 0,8 đến 2 mét. Đối với địa bàn tỉnh Bình Định thì ngày hôm qua nhiều vùng đã bị ngập và chia cắt, và với tình trạng mưa như hiện nay thì số vùng bị chia cắt càng nhiều hơn. Cho đến lúc này thì các địa phương như Bình Định và Phú Yên thì vẫn chưa thống kê những thiệt hại do đợt mưa lũ kéo dài này gây ra, mà công tác hiện nay vẫn là triển khai phương án ứng phó khi mà mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài như thế này. Mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở, đá rơi vô cùng nguy hiểm. Phóng viên Văn Giang thông tin thêm từ hiện trường. Đây là tuyến đại lộ huyện Tất Thành nối thành phố Cam Ranh với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Từ tối hôm qua, các cơ quan chức năng đã phải rào một làn đường để đảm bảo lưu thông. Bởi mưa lớn trong những ngày qua, nhiều tảng đá từ trên đỉnh núi đã sạt xuống lòng đường gây ách tắc giao thông. Vị trí xảy ra hiện tượng đá rơi nghiêm trọng nhất nằm ở đoạn giữa đèo Cù Hin thuộc địa phận huyện Cam Lâm. Nhiều khối đá to rơi từ độ cao hơn 20 mét phủ xuống kín hết một làn đường. Theo người dân địa phương, thời điểm sạt lở đá rơi, trời có mưa, rất ít người di chuyển trên đường nên không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Đến khoảng 10 giờ sáng nay, ngành giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa xử lý các điểm sạt lở đá rơi này, bởi trời vẫn còn mưa và nhiều tảng đá còn có nguy cơ tiếp tục sạt lở gây nguy hiểm. Dự báo chiều nay lũ trên sông Vệ Quảng Ngãi, sông Ba tại trạm Củng Sơn Phú Yên đều vượt mức báo động 3. Đặc biệt sông Côn Bình Định và sông Ba tại trạm Phú Lâm Phú Yên sấp xỉ mức lũ lịch sử.
ngập lụt sâu trên diện rộng tiếp diễn ở các khu vực ven sông. Bên cạnh đó, nguy cơ cao xảy ra cả lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, bởi dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Trọng tâm mưa lớn nhất là Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk với lượng mưa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm.